Tháng 4 năm 2015, xã Nghĩa Đồng là nơi đầu tiên của huyện Tân Kỳ về đích nông thôn mới. Đây được đánh giá là địa phương đạt các tiêu chí một cách thực chất và bền vững. Cùng với việc phát huy sức mạnh toàn dân, thành tích này còn phải kể đến vai trò to lớn của người bí thư Ngô Xuân Nghĩa. Đối với ông, điều trăn trở lớn nhất là làm thế nào để hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới nhưng phải sát với tình hình thực tiễn của địa phương và phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bằng việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế một cách toàn diện nên đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, hệ thống chính trị được giữ vững, bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc. Trong kỳ dân vận là có hai phương pháp mà tôi cảm thấy hiệu quả, mà nhất là trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên địa phương trong xây dựng thôn mới, đó là tín vận và cái tình vận. Tín vận là người cán bộ đứng đầu, người cán bộ đảng viên là phải luôn luôn gương mẫu, tiên phong chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, nói và làm theo nghị quyết, nói và làm theo cái hành động để nhân dân tin. Chúng ta phải dùng một cái tình cảm để phân tích dân hiểu, dân rõ và thuyết phục, chứ chúng ta không được lấy một cái quyền lực để mà ép dân phải nghe thì dân sẽ chống. Mà cái đó trong quá trình vận động tôi thấy có hiệu quả nhất là trong cái tình vận. Tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, người bí thư kiêm chủ tịch xã Đinh Văn Dương được biết đến là người cán bộ mạnh mẽ, quyết đoán, tạo ra được nhiều đột phá cho địa phương. Bản thân ông luôn xác định chỉ đạo sản xuất, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo điều hành, cụ thể hóa các chủ trương của nghị quyết và xây dựng các đề án phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, ông cũng tập trung nâng cao chất lượng thu hút đầu tư từ bên ngoài như cơ chế hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng trường học, giao thông nông thôn cũng như chương trình hỗ trợ xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Thông qua cái việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ấy, thì mỗi cán bộ đảng viên và đặc biệt là người đứng đầu trong các cái tổ chức đơn vị ấy, thì đã tự rèn luyện chấp hành nghiêm là cái ý thức kỷ luật, đồng thời nó là phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để là nhân dân cũng như là cán bộ là người ta nói theo. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ xóm 13 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu đã có nhiều phong trào cuộc vận động thực hiện tốt như hiến 24.000 m2 đất, đóng góp tiền làm đường giao thông nông thôn trị giá 975 triệu đồng, đóng góp xây dựng mở rộng khuôn viên nhà văn hóa. Chi bộ xóm 13 đã có 5 năm liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhiều giấy khen của Ủy ban nhân dân xã tặng các đoàn thể của xóm, được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện tặng bằng khen. Đó là một vài trong rất nhiều những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Nghệ An.